Lỡ làm bể chai dầu gió xanh, bà ngoại có hành động khiến cháu trai suy ngẫm. Do tuổi đã cao, mắt cũng đã mờ, đôi bàn tay run rẩy. Trong một phút vô tình, ngoài đánh rơi chai dầu gió xanh, vỡ ra nhiều mảnh, nước dầu cũng đổ tràn ra đất. Tiếc nuối trước chai dầu quý, ngoại tìm lại một chai dầu cũ còn nguyên, chắc chiêu từng giọt một, chiết lại số dầu ít ỏi vừa hốt lại được vào chai dầu kia. Ngoài cẩn thận từng ly từng tí, vừa chiết dầu vào trong chai, vừa để ý sợ dầu lại đổ ra ngoài, vội vàng đưa chén ra để hứng lấy. Tần mẫn cả buổi trời, ngoại cũng giữ lấy được một chút xíu số dầu đã bị đổ đi. Còn lại bao nhiêu, ngoại lấy thoa lên mình cho ấm bụng. Hình ảnh ngoại đang cố tiết kiệm lại từng giọt dầu đã bị đổ đi, khiến cho chàng trai vừa xót xa, vừa suy ngẫm, áy náy trong lòng vì bản thân còn tiêu hoang, chưa biết tiết kiệm. Đôi khi cháu đi làm, bà còn đút túi cho 100.000-200.000 để xài, nhưng chai dầu chỉ có vài chục ngàn, bà lại tiếc không dám bỏ, chắc chiêu từng giọt. Một số người sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại bóng dáng người bà thân thương của mình. Có người còn đề nghị bà sau này có chiết thì nên dùng tăm hoặc là chân nhang sẽ dễ chiết hơn. Một số bình luận khác được mọi người để lại. Nhìn hình ảnh này mà nhớ ngoại con quá, nhưng bóng dáng đó nay đã xa thật rồi. Nhìn chai dầu nhớ ngoại, lâu lâu mình về hay hỏi có đem dầu về cho ngoại không? Nay ngoại đi xa cũng 3 năm rồi, mà lần nào mình về vẫn đem dầu về để bàn thờ cho ngoại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.